Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Lại là mình Đàn em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review về một món đồ chơi dành cho xe hơi anh em. Cái này là mình đặt trên Shopee nha. Giá của nó là 438.600 đồng, là gồm cả phí ship nha anh em. Cái này là shop, trên cái bao bì có ghi là shop đồng ý cho mình kiểm tra hàng, xem hàng trước nha. Anh em ơi, mình quên rồi, chắc có nhiều anh em thắc mắc là không biết cái này là cái gì ha. Cái này là cái miếng mà mình để mình khi mình bước lên bước xuống xe anh em, thì mình hay đạp cái chân vào cái thành xe mình đó, nên nó rất là dễ trầy, nên là cái miếng này nó sẽ bảo vệ cái thành xe của mình. Hai cái miếng này là hai cuộn băng keo 3M này, keo này nó rất là dính luôn. Mình khui ra cho anh em xem cận cảnh luôn ha. Đây anh em ơi, xe của mình là xe Xpander anh em. Trên cái miếng này á, cái này là miếng mạ chrome. Trên xe của mình là xe Xpander nên là nó có dập khuôn trên này cái chữ Xpander này. Thì những cái dòng xe khác nhau thì sẽ có những cái miếng như thế này khác nhau nha. Ví dụ như xe Hyundai Accent thì trên cái này nó sẽ có ghi chữ Hyundai Accent, hoặc là Grand i10 thì nó sẽ có, đều có hết nha, xe nào cũng có hết nha. Nè, mạ chrome nó là màu trắng nha. Nè anh em, nó có ép một cái lớp ni lông như thế này, mình gỡ ra. Khi mình gỡ ra nó rất là bóng luôn. Mình gỡ hết rồi nè, nó rất là sáng bóng luôn. Phía đằng sau của nó có lớp keo 3M như thế này, khi mà mình chỉ cần mình gỡ, nó đã dán vào bên trong rồi. Mình xuống dưới xe mình chỉ cần mình gỡ cái lớp keo này ra nữa, rồi mình sẽ áp đặt vào, nó vừa khít hết nha. Tại vì nó làm vừa theo xe đó nè, nên là rất là tiện lợi. Mình chỉ việc mình gỡ keo ra mình dán là ok rồi. Anh em có thấy không? Mình gỡ cái này ra nè. Đó. Sáng bóng luôn ha. Một bộ như thế này là đều hết bốn cửa lên xuống nha anh em. Rất là tiện luôn, mình đặt một bộ như thế này mình về mình dán là ok rồi. Nếu mà anh em sợ mà thiếu keo á, thì đây, có cho thêm hai cuộn băng keo nữa. Rất là ok. Có một lớp bảo vệ nè anh em. Này, lớp bảo vệ này nè. Đây, mình sẽ gỡ lớp này ra. Gỡ lớp này ra khá là lâu luôn anh em. Mình phải gỡ hết cái lớp này ra nha. Hết cái lớp này ra thì nó sẽ bóng như thế này. Đỡ cũng khá là lâu đó anh em. Còn dính nữa nè. Cái này cũng vậy nha anh em, mình tiếp tục mình gỡ nha. Nó có một cái lớp như này, cái lớp này là kiểu như là cái lớp chống trầy anh em, chống trầy mà lúc mà người ta vận chuyển hàng cho mình á, người ta làm hơi kỹ một tí
hơi kỹ nên là mình gỡ nó hơi cực, nó hơi lâu quá nè. Gỡ ra đó, đó là bộ sản phẩm đó nè. Ok anh em nè, thì bây giờ mình sẽ xuống xe mình làm trực tiếp luôn cho anh em có thể thấy và biết được nó như thế nào ha. Đây nha anh em, đây là những cái vị trí mình gắn này, mình sẽ gắn chỗ này nè, chỗ này nè. Anh em biết sao, khi mà mình mua một chiếc xe nguyên bản của mình á thì nó như thế này nè, nó không có một cái miếng bảo vệ thế này nha. Thì khi mà mình ngồi ra nè, mình bước lên bước xuống thì chân mình sẽ đạp trên này thì nó sẽ làm dơ hoặc làm trầy sơn thì nó sẽ mất thẩm mỹ lắm. Nên là hôm nay mình sẽ dán lên một lớp để bảo vệ cho đó anh em, giống như thế như thế này nè anh em đó. Đây anh em ơi, mình gá thử này, đây này, mình chưa có dán nha, này là mình gá thử thôi, nhưng mà nó ôm vừa khít hết nha, đây này, vừa vặn luôn đó. Cái này là ghế trước của mình này, ghế tài đó, nó ôm vừa vặn với thân xe mình luôn nha. Đây vừa vặn luôn ha. Bây giờ mình sẽ ra ghế sau nha. Đây là ghế sau nè anh em nè, mình chưa có dán đó, đặt vào, mình đặt vào là nó vừa vặn luôn đó. Một lát nữa mình sẽ gỡ cái lốp keo này này, mình gỡ mình sẽ dán vào. Nhưng mà trước khi dán thì bây giờ anh em có thể thấy không, nó rất là nhiều bụi nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái khăn ướt á, mình vệ sinh cái những cái chỗ này đi. Mình lau sạch như thế này nó đỡ bụi nha anh em, nó đỡ bụi cho keo mình nó dính được lâu hơn á. Đây anh em ơi, mình đã vệ sinh xong rồi nè. Bây giờ mình bắt đầu mình gỡ cái lớp keo này ra nha, mình gỡ cái lớp này ra để mình dán ha. Thường thường thì có những trong những cái hãng xe đó anh em, những cái trung tâm xe thì người ta sẽ có một cái máy khò, người ta sẽ khò nóng cái này nè, rồi người ta sẽ tháo ra người ta gỡ. Nhưng mà mình không có cái máy khò thì mình sẽ gỡ và mình dán trực tiếp luôn, chả sao cả. Cái keo này là keo 3M, nó rất là dính luôn nha anh em. Anh em ơi, cái miếng thứ hai mình gỡ keo rồi nè. Miếng thứ hai mình dán ở cái ghế tài là cái miếng dài nha anh em. Đây nè, miếng dài nè. Đó. Mình sẽ dán phía ngoài nè. Đây. Mình sẽ đặt chỗ đây nha. Sẽ đè nó một tí ha, đè nó xuống cho nó dính nha. Rồi như thế này là ok rồi anh em, được rồi nè, rất là dễ luôn. Bây giờ thì mình sẽ xuống cái hàng ghế thứ hai, mình dán cái hàng ghế thứ hai cho anh em xem nha. Ok anh em nha, thì bây giờ mình đã hoàn thiện xong rồi anh em, mình đã dán xong rồi nè. Còn keo dính rất là chắc luôn nha. Này là cái phần ghế trước của mình đó, keo dính rất là chắc. Sản phẩm này thì người ta đã làm theo một cái khuôn rồi, khuôn mẫu giống như là xe mình, nên là khi mình mua về là mình gắn vào nó rất là tiện lợi luôn. Này là cái ghế trước nha, đó, rất là cứng luôn. Mình sẽ ra cái sale cho anh em đi. Đây là cái phần ghế sau của mình nè, đó, cũng rất là cứng luôn. Đây, ghế sau là một cái miếng lớn như thế này và một miếng nhỏ, nói chung là nó vừa khớp hết luôn anh em, vừa khớp với cái miếng nhựa của xe mình đó, nên là mình không có độ chế gì hết nha. Đó, thì trong cái video này thì mình chỉ giới thiệu về cái sản phẩm này đây thôi anh em. Mình thấy nó cũng rất là tiện lợi mà nó chống rầy nữa anh em. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu anh em thấy hay á và yêu quý mình á, thì để lại cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình thật là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của mình ha. Chào tạm biệt mọi người nha.